Cát-xê năm 2016 của nghệ sĩ nào khủng nhất? Nếu như nhiều năm trước, cát-xê của các nghệ sĩ được mặc định là theo barem tên tuổi của từng thứ hạng, thì nay, với sự tương tác từ mạng xã hội, con số mà các nghệ sĩ nhận được cũng không ngừng dao động và biến động từ sự lên ngôi ngoạn mục của các nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng, Harry Won, Khởi My. Hoài Linh vẫn chiếm ngôi đầu bảng về giá cát-xê. Nói về mức giá cát-xê của nghệ sĩ trong showbiz nói chung, nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng chưa ai vượt qua được danh hài Hoài Linh. Năm nay cũng là năm mà nghệ sĩ này lao động nhiều nhất, oanh tạc nhiều nhất trên các kênh sóng truyền hình. Lý do ngoài việc được các chương trình chào đón để đảm bảo cho lượng rating, anh nhận lời còn có tiền để xây dựng nhà thờ tổ nghiệp trị giá 100 tỷ đồng. Nhiều nhưng không vì thế mà giá cát-xê bị giảm đi. Theo tiết lộ mới đây nhất của đạo diễn Eric Hải khi mời danh hài Hoài Linh vào phim Ba vợ cưới vợ ba, để nhận được cái gật đầu của danh hài thì mức cát-xê luôn phải thuộc top đầu. Không tiết lộ mức của top đầu là bao nhiêu, nhưng trước đó từng có thông tin Hoài Linh được trả 3 tỷ đồng để được anh nhận lời trong một bộ phim. Nói về mức cát-xê 3 tỷ đồng này, danh hài Hoài Linh từng trả lời rằng tin đồn có thể đúng, có thể sai, và như thế cát-xê của Hoài Linh cũng có thể là dưới 3 tỷ, cũng có thể trên 3 tỷ. Ví dụ, nếu Hoài Linh nhận tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cát-xê cũng phải 3 tỷ thật, nhưng đó là 3 tỷ cho mấy chục số, chứ đâu phải xuất hiện trên sân khấu là có 3 tỷ ngay. Tuy nhiên, giá cát-xê khủng vẫn chưa khiến công chúng hết ngạc nhiên. Thông thường, thời gian đóng phim của các nghệ sĩ kéo dài 1-2 tháng, thì với Hoài Linh, cát-xê cao nhưng cũng không được kéo dài quá 10 ngày. Quan niệm của anh, càng kéo dài thì cảm xúc diễn càng bị trơ. Bù lại, trong các cảnh quay, Hoài Linh luôn tập trung cao độ và khả năng thuật thoại nhanh hơn nhiều so với các diễn viên khác. Chính vì vậy, dù phải quay với tốc độ gấp rút, nhưng các đạo diễn luôn hài lòng về trình độ diễn xuất và tinh thần làm việc nghiêm túc của danh hài. Còn với các tiểu phẩm hài, danh hài Chí Tài tiết lộ rằng Hoài Linh gần như không xem kịch bản chi tiết để giữ cảm xúc và mang đến sự bất ngờ cho vai diễn. Tuy nhiên, game show mới là mảnh đất màu mỡ để Hoài Linh đứng ở top đầu thu nhập của giới nghệ sĩ sân khấu năm 2016. Theo tiết lộ, mỗi tập của chương trình game show, cát-xê mà danh hài này nhận được cỡ khoảng 100 đến 140 triệu đồng. Một chương trình kéo dài khoảng chục tập, tương đương với mức giá cát-xê cỡ hơn 1 tỷ đồng một game show. Nếu như Trấn Thành, Trường Giang trong năm qua đứng sóng ở 15 game show, thì với Hoài Linh, con số này phải nhiều hơn đàn em ở khoảng 20 chương trình. Ngoài đóng phim làm giám khảo, danh hài Hoài Linh còn đắc show ở các chương trình ca nhạc, đóng phim quảng cáo. Nhưng thường anh chỉ nhận lời góp mặt ở các chương trình thân thiết như của Chí Tài, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng. Vì sức người có hạn, không ít lần công chúng bắt gặp cảnh anh ngủ gà ngủ gật trên ghế nóng trong lúc chờ quay, hay phải nhập viện truyền nước vì làm việc quá sức, ăn uống sinh hoạt thất thường. Vì sao Hoài Linh đắc show và đắc cả cát-xê như vậy khi anh không hề có các yếu tố gây hot thuộc công thức của showbiz như tạo scandal, phát ngôn gây sốc, ngoại hình cũng không đẹp trai hay ăn mặc sành điệu? Sức hút của Hoài Linh nằm ở sự khác biệt, tài năng, có tâm và gần gũi với số đông công chúng. Ca sĩ Thanh Duy từng kể, muốn biết vì sao Hoài Linh được trả giá cao thì cứ nhìn những lúc Hoài Linh xuất hiện và được người dân vây quanh chào đón. Thế nên, việc được thấy Hoài Linh trên truyền hình là sự đảm bảo lớn về lượng người xem. Fan của Hoài Linh không chỉ ở miền Tây, Nam Trung Bộ, mà bây giờ là ở cả nước và ở nước ngoài, vì anh từng có nhiều năm hoạt động ở hải ngoại. Không làm gì cũng kiếm được hàng trăm triệu cát-xê. Gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, tên tuổi của nghệ sĩ Hoài Linh càng được lan tỏa nhiều hơn. Cùng với đó, thu nhập của anh cũng tương xứng với lượng theo dõi và lượt like trên trang fanpage. Nếu như ở lĩnh vực nghệ thuật, Hoài Linh phải lao động ngày đêm để có được con số cát-xê khủng, thì trên mạng xã hội, chỉ vài dòng chia sẻ ngắn ngủi cũng có thể giúp anh bỏ túi số tiền không nhỏ. Theo thống kê của công cụ quy đổi lượng fan, số lượng post mỗi tuần, tương tác với trang và tương tác với mỗi bài post, để từ đó ước tính xem mỗi post đáng giá bao nhiêu tiền, fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh đang có hơn 9,5 triệu người theo dõi. Chỉ vài dòng chia sẻ hay đăng một bức ảnh tự sướng, danh hài cũng thu hút đến vài trăm nghìn lượt like. Với sự tương tác khá lớn này, mỗi post bài mang màu sắc PR của Hoài Linh được ghi nhận ở mức 747.173 tương tác trên một post. Lượng post trung bình trên fanpage của danh hài này cũng rất ít. Do đó, giá trị ước tính đưa ra cho fanpage Hoài Linh cũng ở mức đột biến, 7.472 đô trên một lần post, tương đương với hơn 168 triệu đồng. Ở phân khúc khác là các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề,
Một hai năm trở lại đây, có sự vươn lên ngoạn mục của Khởi My, Sơn Tùng, Lưu Phước Thịnh, Trấn Thành, Trường Giang, Harry Won và mới đây nhất là trường hợp của MC Phan Anh sau hàng loạt những sự kiện được anh chia sẻ về xã hội, từ thiện. Đáng kể nhất là Khởi My đã vượt qua cả danh hài Hoài Linh để có lượng theo dõi cao nhất hiện nay với hơn 10 triệu người. Giá trị mỗi post của Trần Khởi My là 2.534 đô, trên một post tương đương khoảng 57 triệu đồng. Trong khi đó, nam ca sĩ Sơn Tùng cũng lập fanpage muộn hơn, đầu năm 2014, nhưng đến nay, lượng người theo dõi của anh đã đạt 6,5 triệu. MC Phan Anh do mới nổi lên gần đây như một hiện tượng nên con số hiện tại chỉ đạt 1 triệu lượt người theo dõi. Tuy nhiên, theo dõi trang cá nhân của anh ở mấy tháng cuối năm đã có sự thay đổi rõ nét, đó là lượng bài PR xuất hiện khá nhiều, từ các sản phẩm như đồ uống, sữa, máy lọc nước đến các dự án chương trình giáo dục bảo hiểm. Qua sự chia sẻ thú vị của MC Phan Anh đều gây sự quan tâm khá lớn từ bạn bè và công chúng. Theo đó, mức cát-xê của MC Phan Anh trong các sự kiện gần đây dù chưa được tiết lộ nhưng theo quy luật nó cũng sẽ được nâng lên nhiều hơn so với trước, kể cả về số lượng sự kiện lẫn chất lượng của con số. Cát-xê cao nhưng đổi lại, các nghệ sĩ này cũng phải đánh đổi không ít về sức khỏe và tình cảm riêng tư. Có ca sĩ, ngay cả ngày sinh nhật đầu tiên của con cũng không thể tham dự vì lịch diễn đã được lên từ trước đó cả năm trời. Hay như MC Phan Anh mới đây cũng ngậm ngùi chia sẻ dòng trạng thái với tâm trạng đầy ngậm ngùi. Chú già Noel ở lớp con đến trễ, thấy có sẵn quần áo, bố biến hình luôn. Em chưa ngớt thích thú bất ngờ với bố già Noel mà đã vuốt râu hỏi ngay. Tối bố đi công tác à, giờ chuẩn bị bay, nghĩ về gia đình thấy lòng buồn và có lỗi khôn tả. Cố giữ lời hứa với đối tác, với đồng nghiệp, với ngoài kia, còn trong nhà thì rồi hai tiếng nữa thôi lại phải cười và khoe ra niềm vui, công việc mà, cuộc sống mà, thương. Với MC Trấn Thành cũng vậy, ngay với ngày lễ trọng đại nhất trong cuộc đời 25 tháng 12 vừa qua, nhưng sát ngày cưới anh và Harry Won vẫn mãi miết chạy show đến mức phải bớt sáng thời gian chuẩn bị cho đám cưới.